Hello các bạn, thì hôm nay nhóm đang ngồi ở đây chuẩn bị quay quay kịch, nhưng mà vừa ngồi ăn uống cà phê nọ lên Facebook coi thì thấy một cái tin rất là sốc của một anh bạn tên là Duy Nguyễn Chimmer Vlog. Duy Nguyễn Chimmer Vlog thì ảnh nói ảnh cứ đặt những câu hỏi ra, ảnh nói ảnh chắc mốc là chuyện của anh Chí Tài. Nếu quý bạn nào chưa biết thì Chí Tài vừa mới mất tiền, tất cả cả nước là để tiền bên Mỹ, ai cũng buồn. Nên là cái chuyện này rất là tin là nóng bỏng nhất ở trên Facebook. Thì cái anh Duy Nguyễn Chimmer này, ảnh muốn che độ nổi tiếng của anh Chí Tài, ảnh muốn mà ảnh ngậm mà ảnh còn đặt những câu hỏi khó chịu mà trách móc gia đình vợ con Chí Tài nữa. Thì đây là những cái câu hỏi mà anh nói ra. Câu hỏi thứ nhất là Chí Tài đã mất rồi, tại sao lại mang cái xác qua Mỹ làm cái gì? Câu hỏi đó thì anh Dũng trả lời cho anh Duy Nguyễn muốn che Chimmer. Hello, chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang coi cái vấn đề đang nóng, rất là nóng, nóng kinh khủng luôn, nóng tàn nhẫn luôn. Sáng sớm mới ngủ dậy ra, mở cái YouTube ra là thấy nguyên một cái đống nó chạy rừng, cái gì cũng Duy Nguyễn Chimmer. Cái này rồi các bạn biết là cái gì không? Cái miệng và cái thân đúng không? Đó, thử ra ăn nói phải cẩn thận chút xíu, mình lớn rồi. Ok, cái chuyện mà anh Chí Tài đã đi là một cái mất mát lớn của cái làng âm nhạc cũng như là cái làng hài của Việt Nam mình, ở bên Mỹ và ở bên Việt Nam nói riêng. Ok, thì anh chàng này không biết anh học tới đâu mà không biết làm cái gì, mà cái nghề gì, như anh làm gym hả, bán ba cái thực phẩm chức năng cho bán anh như Duy Nguyễn chứ mà bán chức để bơm chức năng, đúng rồi, bơm muscle để cho cung kiểu bự hơn, tại vì anh cung nhỏ nên anh bơm cung bự hơn. Nhưng mà trong khi nãy tao với mày có coi cái link của anh chàng Duy Nguyễn, anh nói là mình đang sống một cái nước tự do thì cái xác đâu có quan trọng. Nó nói rõ ràng lắm, nó nói là cái xác không quan trọng. Đây quá chào, cái xác quan trọng lắm. Tại sao lính Mỹ người ta đi đánh trận mình ở bên nước ngoài về ta bắt buộc phải đem cái xác về, đúng không? Cái này là nghĩa tử nghĩa tận. Ok, mình phải tôn trọng người chết, tại sao phải đem về? Cái đó là gia đình của người ta, vợ của người ta, 6 tháng nay người ta không có gặp nhau, người ta phải bắt buộc phải đem cái xác về. Cũng như là hiện bây giờ anh chàng này cũng cẩn thận, gia đình anh Duy này sẽ có một câu hỏi, tại sao ta phải đem xác như vậy? Đúng rồi, tại sao phải đem xác như vậy? Anh Duy đồ nó bậy quá, đồ quá, giang hồ nó dớt anh Duy. Không, có cẩn thận cái miệng đi chứ không thôi cái kiểu đó không hiểu rõ được vấn đề thì đừng nên nói. Rồi, đây là một cái hay. Đó là tao nói là tại sao mang về, tại sao giờ? Thứ nhất là cái trả lời của Phong là cha mẹ người ta, người ta yêu thương người ta hả, mang về cái chuyện gia đình của người ta. Và hả, anh nghĩa là bên đây là đúng, có hả, như có anh Tài bên Mỹ là có mua gia đình đúng không? Đúng rồi, tất cả gia đình anh Tài bên này, anh em như là anh Chí Thiện và anh Chí Thái. Trước kia là ban nhạc Chí Tài Brother, tất cả mọi người quen, nó lại nhiều nhân vật là quen biết với anh Tài bên này, người thân rất là nhiều ở bên này. Đó. Anh chọc gành gia đình ta hả? Tại vì anh đã có mấy lần anh ở trong ca đoàn và làm việc cùng với anh Chí Thiện rồi, nên như vậy nên anh biết. Bởi vậy nghĩa là người ta mất rồi thì phải mang về để còn gia đình còn thắp nhang nữa chứ, đúng không? Đúng không? Việt Nam fan thắp nhang mấy người mấy lần, fan người ta thắp nhang một lần thôi, gia đình người ta thắp nhang mỗi năm. Người ta hả lo đi lao mộ fan là có một cái chuyện ok, nghệ sĩ cần fan, nhưng mà fan lo cho nghệ sĩ được bao nhiêu lần, đúng không? Đó là tại sao phải mang cái xác, mang cái thi hài của anh Tài. Cái vấn đề là mang về là để người ta được nhìn thấy cái mặt lần cuối, đúng rồi, chứ không phải đây. Đương nhiên người thân của mình cũng muốn nhìn lần cuối trước khi mà vĩnh viễn không bao giờ thấy cái mặt nữa, đúng rồi. Còn nếu mà đốt thì còn mặt đâu nhìn, còn hình còn hình thôi. Rồi thế cái xong anh hình như anh Duy Nguyễn Chimmer, anh có thêm một cái thắc mắc nữa là tại sao chị vợ không tự về Việt Nam mang về mà phải hả làm khó anh Hoài Linh
bắt anh Hoài Linh mang về. Anh Vũ biết cái này không? Cái này thuộc loại, thằng này cũng thuộc loại dạng là ngu lông khó đào tạo, ngu trường kỳ á. Yeah. Ok, lý do tại sao mà chị vợ của anh Tài không về Việt Nam để nhận xác chồng đem về Mỹ? Thì các bạn cũng đã biết rồi, toàn thế giới hiện bây giờ người ta đang ở trong tình trạng Covid nặng vô cùng, vũ râu muốn đất muốn về Việt Nam nhưng mà về không được. Tiền vé máy bay một chiều bây giờ là 4.300 đến 4.800 một vé một chiều nha các bạn. Về rồi còn phải ở trong cách ly 2 tuần đó, thì trong vòng 2 tuần đó cái vấn đề cái bảo quản cái xác nó còn có đủ không, đủ cái chất lượng không, nó có rất nhiều cái vấn đề. Tại sao hỏi chuyện ngu vậy? Ngu ơi là ngu, thằng nít giờ nó cũng hiểu đó. Thì cái vấn đề anh Vũ nói là thứ nhất là Covid, thứ hai là tại sao anh lại làm khó ngoài lên mang về. Ê cơ các bạn, thứ hai cái mà tại sao Hoài Linh phải mang về, tại vì Hoài Linh và Chí Tài là bạn diễn cũng 10 năm. Hơn 10 năm. Cái là gọi là anh em tình gặp nhau còn nhiều hơn anh em gia đình nữa. Anh Hoài Linh như thế nào, bởi vậy anh Hoài Linh mang về đúng rồi. Là cái đó là cái nghĩa của cái mà cử chỉ cuối cùng để anh Hoài Linh có thể tỏ ra tình nghĩa của anh Hoài Linh để tỏ ra cho anh Chí Tài. Nên anh Hoài Linh bắt buộc phải, chỉ có mình Hoài Linh mới có đủ tiêu chuẩn, thẩm quyền đủ tiêu chuẩn để mang về. Thẩm quyền đó. Chị có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì hả? Không có nhiều ý kiến rồi, tụi bay là không nói gì. Chị không biết những cái ý kiến về cái vấn đề này. Chị biết là anh này là thích gia chạm do tập gym đồ con thích gia chạm. Vậy thôi. Không biết ý kiến gì hả? Sao rồi. Thì đó là hai câu thắc mắc của anh mà anh có chỉ có hai câu thắc mắc thôi mà đụng với nó thằng lùn nó nói chuyện mười mấy 20 phút cái video mấy 20 phút coi. Có ba cái thắc mắc đó, tại sao thứ nhất là tại sao phải đem cái xác về. Câu thứ hai, cái thắc mắc thứ hai đó là tại sao chị vợ không đem xác chồng về. Đúng. Thắc mắc thứ ba đó là tại sao anh Hoài Linh mà đứng ra mà lo cái gì đó. Xác. Đó là như vậy thì đã trả lời cho các bạn biết là nói chung là đó là cái video vừa sáng nay mới coi thì mấy anh em rất là tuy rằng Phong Lê không có Phong Lê chỉ gặp anh Chí Tài một hai lần để đi hát chơi thì thấy nhưng mà cũng không có nói chuyện với anh Tài nhiều, nhưng mà cũng nói chung là nghệ sĩ nhau cũng rất là tôn trọng kính trọng lẫn nhau. Anh Tài là con người chưa bao giờ có một cái scandal nào hết, xích mích dài hết, rất là dễ thương, mà anh mất tiền là một cái mất mát lớn trong cái làng nghệ thuật Việt Nam. Thì ok, mà sáng là gặp một lần đủ Duy Nguyễn chim mờ là bút trên anh Tài mà nó xấu gia đình, nói xấu anh Tài là mình mấy anh em rất là bức xúc. Anh Phong và anh Vũ Râu đang có cái plan là về sẽ dọn cái tiệm tập tạ của nó hả? Hỏi nó tập tạ ở đâu, về dọn tiệm luôn. Đi mày nghĩ sao vậy? Tao ở đây có ba cái business lận mình phải cắt ra. Cái business thứ nhất của mình là cho mượn nợ, thứ hai là đòi nợ, thứ ba nữa là nhận chở mấy người nhận chở mấy người mà không trả nợ đi vô bệnh viện. Rồi luôn cả cái business thứ tư đó là nhận chở từ bệnh viện về nhà xác. Mẹ tao đâu có làm ở bên Việt Nam. Chưa, quá bận. Nói nữa không? Giờ này chắc nó đang chuẩn bị cần cái dịch vụ của anh bên Việt Nam đó. Nhưng mà nó thích được Mỹ làm đó. Anh có vài offer service giùm nó. Nếu mà gia đình anh Duy này là có địch căng, vụ này có địch căng 10%, có cần số việc đó thì nhắn mình đâu mình cũng phải đáng mình quay về để mình lo năm tay gỡ ảnh. Ok, chào các bạn. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều, gặp sau. Anh chào, cũng muốn nói gì với anh Duy Chi mà không? Nói chung là lớn rồi, cái vấn đề là bán thuốc ấy chim á thì cứ lấy đấy chim đi, đừng có đụng chạm, không biết gì về số biết, không biết gì về người ta á thì tốt nhất nên đừng có nói gì hết. Lớn rồi cái miệng sẽ hại cái thân á. Ok, chuẩn bị quay nha. Chị Năm thích chịch mình. Hãy theo dõi kênh channel chị Năm thích chịch mình, phải mạnh.